Sau đây là chương 10 và chương 11 của tiểu thuyết Không Gia Đình. Chương 10: Ra trước công lý. Thành phố Po đã để lại trong tôi một kỷ niệm đẹp. Gió hầu như không bao giờ thổi ở thành phố này. Chúng tôi dừng lại ở thành phố này suốt mùa đông, ngày ngày ở trên đường phố, ở các nơi công cộng và các nơi người ta đi dạo, cho nên không có gió là một điều rất thuận lợi. Nhưng đấy không phải là lý do để chúng tôi ở lại đây lâu hơn mọi nơi. Cái lý do chính để cụ chủ tôi quyết định dừng lại lâu ở Po là để thu được nhiều tiền thưởng. Suốt cả mùa đông, ngày nào chúng tôi cũng biểu diễn. Khán giả của chúng tôi là những chú bé xem các chương trình của chúng tôi một cách say mê, không biết chán. Không bao giờ thấy các chú chê bai chương trình cũ như chúng tôi đã gặp ở một số nơi. Phần đông là những trẻ em Anh Quốc, béo tốt, hồng hào, những cô gái nhỏ xinh xinh có đôi mắt to và hiền từ, đẹp gần như mắt con đôn sơ. Nhờ vậy tôi được biết bánh an be, bánh hôn ly và nhiều thứ bánh khác. Trước khi đến xem, các chú nhét đầy bánh vào túi, đem đến chia cho con Joliker, các con chó và chia cho tôi một cách rất thơm thảo. Đến một ngày trời ấm áp đầu xuân thì khán giả của chúng tôi thưa dần. Sau buổi biểu diễn, nhiều em đến bắt tay Capi và con Joliker để từ biệt. Những em ấy hôm sau chúng tôi không thấy đến nữa. Rồi đến một hôm chỉ còn chúng tôi trơ trọi giữa bốn gốc cây trăng dây, chúng tôi phải nghĩ đến việc rời bỏ thành phố Po. Một buổi sáng chúng tôi lên đường, đi chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy Vọng Lâu, Ga Tông, Phê Bút và Motinido đâu nữa. Chúng tôi lại tiếp tục đời sống lang thang phiêu bạt trên các ngả đường. Chúng tôi cứ đi không biết là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần, dọc theo các thung lũng, vượt qua các trái đồi. Bên phải chúng tôi luôn có các đỉnh núi Pyrenees xanh xanh giống như những đám mây chồng chất lên nhau. Rồi một buổi chiều chúng tôi đến một thành phố lớn ở trên bờ sông, giữa một cánh đồng phì nhiêu, nhà cửa ở đây phần lớn xấu xí bằng gạch đỏ. Đường xá rải đá cuội, bước lên đau nhói bàn chân khách bộ hành. Cụ Vitali bảo chúng tôi đã đến tỉnh Toulouse và có thể ở lại lâu. Công việc đầu tiên của chúng tôi ngày hôm sau là đi tìm địa điểm thuận lợi để biểu diễn. Chúng tôi đã tìm được nhiều chỗ vì ở Toulouse có nhiều chỗ dạo chơi, nhất là ở cạnh vườn Bách Thảo. Ở đấy có một bãi cỏ rộng, có cây cao bóng mát, có những con đường lớn từ các nơi đổ về. Chúng tôi dựng rạp căng màn, dàn trò ở trên một địa điểm như thế. Ngay từ những buổi đầu tiên đã có đông khán giả đến xem. Nhưng không may cho chúng tôi, viên cảnh sát trông coi khu vực này không muốn cho chúng tôi kéo đến. Hoặc vì y không thích chó, hoặc vì việc biểu diễn có gây trở ngại gì cho công việc của y, hay vì một lý do nào khác, y muốn chúng tôi rời đi nơi khác. Đáng lẽ ở địa vị chúng tôi chịu lép vế trước thì hơn. Sự tranh chấp giữa những người làm trò rong khốn khổ như chúng tôi với người cảnh sát là một cuộc tranh chấp không ngang sức. Cụ chủ tôi xưa nay là một người kiên nhẫn, nhưng lần này sao ông cụ không nghĩ như vậy, tôi cũng không biết nữa. Tuy rằng hiện nay ông cụ chỉ là một người làm xiếc chó vừa nghèo khổ vừa tuổi tác, nhưng ông cụ có tính tự trọng. Hơn nữa, ông cụ hiểu biết quyền lợi của mình. Ông cụ tin rằng sẽ được bênh vực vì cụ không làm điều gì trái pháp luật. Vì vậy, ông cụ không chịu theo lệnh viên cảnh sát khi hắn ta muốn ông cụ đi chỗ khác. Khi chủ tôi muốn nén cơn nóng của mình thì ông thường hay dùng cái lễ phép người Ý của mình một cách quá mức. Qua cách thưa gửi bẩm báo của cụ, người ta tưởng như cụ đang nói với một nhân vật cực kỳ quan trọng. Thưa ngài đại diện chính quyền cao quý, cụ ngả mũ trả lời viên cảnh sát. Ngài làm ơn cho tôi xem điều lệ nào của nhà nước cấm những kẻ làm trò nghèo hèn như chúng tôi đem cái nghề tầm thường của họ trình bày trước công chúng. Viên cảnh sát bảo không cần điều lệ, cứ phải tuân lệnh. Cụ chủ tôi lại nói, tôi sẽ tuân lệnh ngay nếu ngài cho biết ngài đã chiếu theo điều lệ nào mà ra lệnh cho tôi như thế. Viên cảnh sát không nói gì thêm, quay lưng đi. Chủ tôi cầm mũ, khuỳnh tay và khom lưng đi tiễn viên cảnh sát với vẻ kính cẩn vờ vịt. Hôm sau hắn trở lại, bước qua dây thừng bao quanh rạp, nhảy sổ vào giữa lúc chúng tôi đang diễn, sẵn giọng với cụ Vitali. Anh phải buộc mõm chó của anh lại. Buộc mõm chó của tôi à? Điều luật quy định như thế. Chúng tôi đang biểu diễn vở mới, công chúng rất chú ý, thấy cảnh sát can thiệp, nhiều người phàn nàn kêu ca. Thôi đừng phá đám nữa, để diễn xong đã. Cụ Vitali lấy tay ra hiệu đề nghị công chúng yên lặng, rồi cụ ngả mũ, cúi móp lưng, tiến lại phía viên cảnh sát chào 3 lần. Cụ hỏi, có phải ngài đại diện chính quyền ra lệnh cho chúng tôi buộc mõm diễn viên của chúng tôi lại không? Phải buộc mõm chó của anh lại và làm nhanh lên.
cụ Vitali kêu to, ý nói với công chúng hơn là nói với viên cảnh sát. Buộc mõm các con chó lại, chúng là bệnh nhân, đang được bác sĩ cho uống thuốc, nếu lại buộc mõm lại thì cho uống đằng nào? Nghe câu nói đó, khán giả cười lăn lộn. Người ta đồng tình với cụ Vitali và chế diễu viên cảnh sát. Người ta rất vui thích trước những trò nhăn nhó của con Joliker. Con khỉ đứng ngay sau lưng vị đại diện chính quyền làm điệu bộ, cũng khoanh tay như viên cảnh sát, cũng uốn người, chống nạnh, đầu ngửa ra đằng sau, bộ mặt nhăn nhó, dáng điệu thật là lý thú. Viên cảnh sát có vẻ bực tức, phần vì lời nói của ông cụ, phần do tiếng cười của công chúng. Hắn quay phắt lại, nhìn thấy con khỉ đứng chống nạnh với tư thế anh hùng rơm. Người và vật nhìn nhau, bốn mắt chân chân, như thi xem ai cúi mặt trước. Thế là khán giả cười gian, ồn ào bàn tán và chấm dứt câu chuyện. Viên cảnh sát giơ quả đấm dọa chúng tôi và thét: "Ngày mai mà không buộc mõm chó lại thì liệu hồn, tao sẽ đưa ra tòa tù mọt gông." Viên cảnh sát nói rồi bỏ đi, cụ Vitali lại cúi gập người vẻ rất cung kính, cuộc biểu diễn lại tiếp tục. Tôi cứ tưởng tượng ông cụ đi mua dọ mõm chó nhưng ông không làm gì cả. Tối đến, cũng chẳng thấy ông nhắc gì đến chuyện cãi nhau với cảnh sát, tôi đánh bạo gợi ý. Nếu muốn ngày mai con Capi không bứt tung cái dọ mõm thì hôm nay phải cho nó đeo cho nó quen đi ông ạ. Thế cháu tưởng ông bắt chúng nó đeo cái dọ sắt à? Cháu lo cái lão cảnh sát ấy nó gây phiền hà ông ạ. Cháu cứ yên tâm, ông sẽ có cách để nó không thể đưa ông ra tòa được. Mà mấy con chó cũng không khổ quá. Hơn nữa còn mua vui thêm cho khán giả. Thằng cảnh sát ấy sẽ làm cho ta thu gấp bội. Ông sẽ soạn riêng cho nó một vở đóng mà nó không ngờ. Vở diễn của chúng ta sẽ thêm một chi tiết và đậm đà thêm. Ngày mai cháu cứ ra sân biểu diễn trước với con Joliker. Cháu răng thừng rồi chơi mấy bản độc tấu. Khi khán giả đã đông, tên cảnh sát đến, ông sẽ dắt đàn chó ra làm trò. Lúc đó vở kịch sẽ mở màn. Tôi không tán thành ý kiến đó cho lắm. Tôi không muốn đi xếp đặt một cuộc biểu diễn như thế. Tôi đã biết tính ông cụ, không phải lúc nào cũng có thể làm khác ý ông cụ. Trong hoàn cảnh hiện nay lại càng không thể làm trái ý cụ. Vì vậy tôi đã phải tuân theo ý định của cụ. Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm răng dây thừng. Vừa mới dạo được vài khúc thì công chúng đổ đến rất đông, đứng chật ních quanh hàng rào. Trước đây chủ tôi đã dạy tôi chơi thụ cầm. Bây giờ tôi gảy mấy bài không đến nỗi tồi. Trong các bài đó có một bài dân ca Napoleon có điệp khúc mà tôi vừa đàn vừa hát được khán giả luôn luôn vỗ tay khen ngợi. Được cụ chủ dìu dắt, tôi đã trở thành nghệ sĩ về nhiều mặt. Mỗi khi được quần chúng hoan hô thì tôi biết đấy là khán giả khen ngợi tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng hôm ấy khán giả đến đông không phải vì để nghe tôi hát. Khán giả đến đông là để xem kết cục cuộc cãi nhau giữa chủ tôi và viên cảnh sát. Tôi thấy những người nào hôm qua đã chứng kiến sự việc thì hôm nay đều có mặt. Họ còn dẫn thêm bè bạn đến nữa. Ở thành phố Toulouse này, người ta chẳng ưa gì cảnh sát. Người ta cũng tò mò muốn xem cái ông già người Ý này xoay sở ra sao. Hôm trước cụ Vitali chỉ nói gọn lỏn mỗi câu: "Vâng, thưa ngài, đến mai." Nhưng ai cũng hiểu rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người sẽ là một tấn kịch lớn. Người ta sẽ có dịp được cười anh cảnh sát vụng về và cáu kỉnh ấy. Thấy tôi đến có một mình với con Joliker, nhiều người đã ngắt lời tôi, hỏi xem ông cụ già Vitali có đến không. Ông cụ sắp đến đấy, tôi trả lời và tiếp tục hát. Người đến không phải là cụ Vitali mà là viên cảnh sát. Con Joliker trông thấy hắn trước, thế là nó khuỳnh tay chống nạnh, ngửa đầu ra đằng sau, đi đi lại lại, ưỡn ngực ra trông thật buồn cười. Công chúng nhiều lần vỗ tay khen ngợi, viên cảnh sát giận dữ đưa mắt nhìn tôi, thấy vậy khán giả lại càng thích thú cười ngả nghiêng. Tôi cũng buồn cười nhưng trong lòng áy náy, sự việc diễn ra như thế nào đây? Nếu có cụ Vitali ở đây thì cụ đối đáp với viên cảnh sát, giờ chỉ có mình tôi, nếu hắn hỏi tôi không biết sẽ trả lời như thế nào. Tôi thật sự bối rối, bộ mặt hắn không có biểu hiện gì tốt lành, hắn giận dữ, cơn thịnh nộ làm hắn như điên như dại, hắn đi đi lại lại trước vòng dây thừng. Khi đi sát người tôi, hắn có một cách nhìn nghiêng khiến tôi e ngại, không biết sẽ kết thúc ra sao, chắc hẳn là bất lợi cho chúng tôi. Con Joliker không biết là tình thế nghiêm trọng nên vẫn đùa cợt, nó cũng đi đi lại lại sát vòng dây thừng ở bên trong, còn viên cảnh sát đi ở bên ngoài. Đi qua trước mặt tôi, nó cũng nhìn nghiêng một cách khác biệt, khiến công chúng trông thấy phải buồn cười. Tôi không muốn làm cho tên cảnh sát giận dữ đến cực độ, tôi gọi con Joliker, nhưng không phải là lúc nó sẵn sàng vâng lệnh.
nó đang thích thú với trò chơi này. Nó cứ tiếp tục đi đi lại lại theo điệu cũ, vừa đi vừa chạy, lẩn tránh, không để cho tôi bắt. Tên cảnh sát trong cơn thịnh nộ mất hết lý trí, tưởng tôi kích thích con khỉ. Hắn vụt bước qua dây thừng lại, tiến sát tôi, tát tôi một cái lạng người. Khi tôi gượng lên được, mở mắt ra thì thấy cụ Vitali không biết từ đâu đã bất thình lình đến. Cụ đứng giữa tôi và viên cảnh sát, nắm chặt lấy cổ tay nó và nói: "Tôi cấm anh được đánh thằng bé này, anh đánh nó như thế là hèn nhát." Tên cảnh sát muốn rút tay ra nhưng bị cụ Vitali giữ chặt cứng. Hai người mặt đối mặt dương mắt nhìn nhau. Tên cảnh sát như điên như dại, còn chủ tôi thì lẫm liệt hiên ngang, ngẩng cao cái đầu phủ tóc bạc rất đẹp, mặt đầy vẻ oai nghiêm phẫn nộ. Tên cảnh sát vung mạnh một cái, giật tay ra, túm lấy cổ chủ tôi và đẩy ông cụ đi một cách thô bạo. Cụ Vitali phẫn nộ, đứng thẳng người lên, giơ cánh tay phải đánh mạnh vào cổ tay tên cảnh sát để buộc nó bỏ ra. "Anh muốn làm gì tôi nào?" "Tao muốn tống cổ mày, đi theo tao về đồn." "Nếu chỉ có thế, hà tất anh phải đánh thằng bé này?" "Không cần nhiều lời, hãy đi theo tao." Cụ Vitali đã trở lại bình tĩnh, không cãi lại, cụ ngoảnh đầu bảo tôi: "Cháu về nhà trọ đi, ở đấy với đàn chó, ông sẽ báo tin cho cháu sau." Ông cụ không nói thêm được gì nữa vì tên cảnh sát đã lôi tuột cụ đi. Thế là buổi biểu diễn kết thúc, buổi biểu diễn mà cụ chủ tôi muốn làm cho vui nhộn lại kết thúc một cách đáng buồn. Mấy con chó định đi theo cụ chủ tôi nhưng cụ ra lệnh cho chúng ở lại với tôi. Vốn quen tuân lệnh nên chúng quay lại ngay. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là chúng đã bị buộc mõm, nhưng không phải là buộc bằng dọ sắt mà buộc bằng một dải lụa thắt bướm chung quanh mõm. Con capi lông trắng thì dải lụa đỏ, con derbino lông đen thì dải lụa trắng, con đôn sơ lông xám thì dải lơ xanh. Đó là những dọ mõm sân khấu. Khán giả giải tán rất nhanh, chỉ còn dăm ba người ở lại tranh luận với nhau về sự kiện vừa xảy ra, mỗi người một ý. Ông già có lý, ông già trái rồi. Tại sao lão cảnh sát lại đánh thằng bé? Nó có nói gì làm gì lão ta đâu. Việc rắc rối lắm đấy, ông già không khỏi bị tù nếu lão cảnh sát làm biên bản về tội cụ đã chống lại người thi hành công vụ. Tôi trở về nhà trọ trong lòng đau buồn lo lắng, bây giờ không còn là lúc cụ Vitali làm cho tôi sợ hãi nữa. Thời ấy đã qua lâu rồi và cũng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ khi mới gặp cụ thôi. Ngay sau đó tôi đã quyến luyến và thành thật yêu thương cụ. Tình yêu thương đó cứ ngày càng tăng, chúng tôi làm cùng sống chung một cuộc đời, sát cánh bên nhau từ sáng đến tối, có khi từ tối đến sáng. Đó là những khi ông cháu tôi nằm chung một bó rơm. Ông cụ chăm sóc tôi hơn là cha chăm sóc con. Ông cụ đã dạy tôi đọc sách, dạy tôi hát, dạy tôi viết, dạy tôi tính. Trong khi đi đường, ông cụ đã dạy tôi cái này cái nọ tùy cảnh ngộ gợi ra. Những ngày thời tiết quá lạnh, ông cụ nhường chăn cho tôi cùng đắp. Khi nắng gắt, ông cụ mang đỡ hành lý cho tôi. Trong bữa ăn, ông cụ chia đều cho tôi miếng ngon và miếng không ngon. Thật ra thì đôi lúc ông cụ cũng có beo tai hay bớp tôi một cái. Nhưng không vì những sự trừng phạt nhỏ nhặt ấy mà tôi quên được sự chăm sóc, những lời nói nhân từ phúc hậu và những cử chỉ âu yếm của ông cụ đối với tôi từ ngày chúng tôi sống chung với nhau. Ông cụ thương yêu tôi cũng thương yêu ông cụ. Sự chia tay này làm cho tôi đau xót. Bao giờ ông cháu chúng tôi mới được gặp lại nhau đây? Chúng ta có kháo chuyện phạt tù, chẳng biết phải ngồi bao lâu. Trong thời gian đó tôi phải làm gì, làm thế nào mà sống bằng gì? Chủ tôi quen giữ gia tài bên người, khi bị bắt đi cụ chưa kịp đưa tiền cho tôi. Trong túi tôi chỉ còn có mấy xu, với mấy xu thì làm sao nuôi được cả đoàn chúng tôi. Trong 2 ngày tôi không dám ra khỏi sân quán trọ. Tôi trông nom con Joliker và mấy con chó, chúng nó cũng lo lắng và buồn bã. Đến ngày thứ 3, có một người đem thư cụ Vitali đến cho tôi. Trong thư cụ nói rằng người ta giữ cụ trong nhà lao để đến thứ 7 sau đưa ra tòa xét xử. Người ta ghép cụ vào tội chống lại một công chức đang thi hành nhiệm vụ và bạo hành đối với người đó. Ông cụ còn viết thêm, việc ông đã nóng nảy không tự chủ là một sai lầm nghiêm trọng có thể gây nhiều tổn thất cho ông. Cháu hãy đến dự phiên tòa, cháu có thể rút ra được bài học. Cụ còn viết thêm, khuyên bảo tôi cách cư xử để kết thúc. Cụ gửi tôi một cái hôn và dặn tôi về con Capi, con Joliker, con Donser và con Derbino hộ cụ.
Trong lúc tôi đọc thư, con Capi ngồi lọt vào giữa hai chân tôi, dí mũi vào tờ giấy, ngửi hít và ngọ nguậy cái đuôi. Điều đó cho thấy rằng nó đã biết là tờ giấy đã qua tay chủ nó. Đã 3 hôm nay, giờ đây mới thấy nó tỏ ra hoạt động vui vẻ. Tôi đi hỏi thăm thì được biết phiên tòa sẽ mở vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Bảy. 9 giờ sáng hôm ấy tôi đã đến, đứng tựa lưng vào cửa tòa án đợi. Lúc cửa tòa án mở thì tôi là người đầu tiên lọt vào, người đến xem đông lắm. Có nhiều người đã chứng kiến sự việc hôm trước. Tôi chẳng hiểu tòa án là thế nào, công lý là thế nào, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ. Tuy là việc của chủ tôi chứ không phải của tôi, nhưng tôi cảm thấy như chính tôi gặp bước nguy nan. Tôi núp đằng sau một lò sưởi lớn, thụt vào sát tường, thu mình lại cho thật bé. Đầu phiên tòa, người ta xử những vụ ăn trộm, ăn cắp, đánh nhau. Người nào cũng kêu là vô tội, nhưng cuối cùng thì ai cũng bị phạt cả. Sau cùng đến lượt cụ chủ tôi ra ngồi trên ghế dài giữa hai tên sen đầm. Lúc đầu người ta nói những gì, hỏi những gì tôi không biết. Cả những câu cụ trả lời tôi cũng không nghe rõ. Tôi nhìn cụ chủ tôi đứng đó, mái tóc dài bạc phơ hất ra đằng sau. Cụ có vẻ xấu hổ và ưu phiền. Viên quan tòa hỏi cụ, thế là anh nhận có đánh viên cảnh sát đến bắt anh mấy cái phải không? Thưa ông chánh án, không phải mấy cái mà chỉ một cái thôi, cốt để gỡ khỏi tay ông ta. Khi đến chỗ biểu diễn thì thấy viên cảnh sát đánh thằng bé con đi với tôi một cái tát. Đứa trẻ đó có phải con anh đâu? Thưa ông chánh án, nó không phải con tôi, nhưng tôi thương nó như con. Khi trông thấy nó bị đánh thì tôi có nổi nóng lên và nắm lấy tay viên cảnh sát không cho anh ta đánh nó nữa. Chính anh đã đánh viên cảnh sát có phải không? Khi ông ta túm lấy cổ áo tôi không nhận ra người xông vào tôi là ai. Tôi chỉ nhận thấy có một người xông vào tôi, chứ không kịp nghĩ đó là viên cảnh sát. Tôi đã mất tự chủ nên đối phó lại bằng một động tác tự nhiên vô ý thức. Ở vào độ tuổi của anh, người ta không để mất tự chủ. Đúng là ở cái tuổi của tôi, người ta không được để mất tự chủ. Nhưng khốn thay, có khi mình không làm được những cái mình đáng phải làm. Ngày nay tôi mới nhận thấy thế. Tòa sẽ nghe lời khai của viên cảnh sát. Viên cảnh sát kể lể sự việc xảy ra, nhưng nhấn mạnh về việc người ta chế giễu con người, giọng nói và điệu bộ của y hơn là việc y bị đánh. Trong khi y khai trước tòa án thì cụ Vitali nhìn khắp bốn phía. Tôi hiểu ngay là cụ muốn tìm tôi. Tôi vội rời chỗ đang nấp, len lỏi giữa những người đứng xem để chen lên hàng đầu. Ông cụ trông thấy tôi, gương mặt rầu rầu của cụ bỗng sáng lên. Tôi cảm thấy cụ sung sướng được nhìn thấy tôi, bất giác nước mắt tôi giàn giụa. Sau cùng viên chánh án hỏi, anh còn nói gì nữa để tự bào chữa? Riêng về phần tôi thì tôi không có gì nói thêm nữa. Nhưng vì đứa bé mà tôi yêu thương tha thiết, nó sắp phải sống cô đơn. Vì nó tôi xin tòa mở lượng khoan hồng sớm cho ông cháu chúng tôi đoàn tụ. Tôi cứ tưởng người ta sẽ trả tự do cho ông, nhưng không, một viên quan nào khác nói gì trong mấy phút. Tiếp đó viên chánh án với giọng trầm trầm tuyên bố, tên Vitali đã phạm tội lăng mạ và bạo hành đối với một viên chức nhà nước, bị phạt tù 2 tháng và phạt tiền 100 franc. 2 tháng tù, qua làn nước mắt tôi thấy cánh cửa lúc trước mở cho cụ Vitali đi vào phòng xử án, bây giờ lại mở ra. Cụ theo một người sen đầm đi ra, cánh cửa đóng lại. 2 tháng xa cách biết đi đâu bây giờ? Chương 11, trên thuyền. Tôi trở về quán trọ lòng buồn rượi, hai mắt đỏ ngầu. Lão chủ quán đứng ở ngoài cửa nhìn tôi lâu lắm. Tôi định đi qua cửa để vào nhà với mấy con chó thì lão ngăn lại hỏi tôi, thế nào, chủ mày đâu? Ông cụ bị án. Án bao lâu? 2 tháng ngồi tù. Thế còn phạt tiền nhiều ít? 100 franc. 2 tháng 100 franc, lão nhắc đi nhắc lại 3-4 lần. Tôi muốn đi thẳng nhưng lão lại ngăn lại lần nữa. Mày định làm ăn ra sao trong 2 tháng ấy? Cháu không biết thưa ông. Mày không biết? Mày có tiền để mà sống và nuôi mấy con chó con khỉ của mày chứ? Thưa ông không ạ. Thế mày định trông vào tao nuôi chứa lũ chúng mày chăng? Thưa ông không, cháu không trông vào ai cả. Đúng thế, tôi chẳng trông vào ai cả. Lão chủ quán nói tiếp. Mày nói có lý đấy, chủ mày đã nợ tao nhiều rồi. Tao không thể cho mày ở chịu những 2 tháng trời mà cuối cùng không biết có được trang trải không. Thôi mày đi đi. Cháu biết đi đâu bây giờ thưa ông? Cái đó tao không biết, tao không phải bố mày, cũng không phải chủ mày. Sao mày lại muốn tao cho mày ở đây?
Tôi đứng ngây ra một lúc, biết nói thế nào bây giờ. Lão ta nói đúng, tại sao lại phải chứa tôi? Đối với lão, tôi chỉ là một của nợ. Mang chó và khỉ ra rồi xéo, lão nói tiếp. Mày phải để cái sắc của chủ mày lại đây. Chủ mày hết hạn tù lại đây lấy sắc và tính toán công nợ với tao. Câu nói đó gợi cho tôi một ý kiến. Ông chắc đến lúc ấy sẽ đòi được nợ. Tôi nói với lão chủ quán. Thế thì ông hãy cho cháu ở lại đến ngày ấy. Ông sẽ tính gộp tiền trọ của cháu vào khoản nợ của chủ cháu. Mày nói dễ nghe nhỉ? Chủ mày có thể trả 5-3 ngày tiền trọ, chứ 2 tháng thì lại là chuyện khác. Cháu ăn ít, ông cho bao nhiêu cũng được. Thế còn những con thú của mày? Không được đâu, phải đi đi thôi. Vào xóm xin việc mà làm, có việc làm có ăn đấy. Nhưng thưa ông, đến lúc mãn hạn tù, chủ cháu biết đâu mà tìm cháu. Chắc cụ chỉ biết đến đây thôi. Đến ngày ấy mày cứ trở lại đây. Từ nay đến lúc ấy mày cứ đi dạo quanh vùng này kiếm được tiền đấy. Ngộ chủ cháu viết thư cho cháu, tao sẽ giữ hộ. Như thế cháu không viết trả lời ông cụ được. Đừng làm tao mất thì giờ, xéo đi. Bước ngay ra khỏi nhà tao, mau lên. Tao hẹn cho mày 5 phút. Khi tao mở ra còn thấy mặt mày ở đây thì đừng có trách. Tôi thấy có van nài nữa cũng vô ích, phải đi thôi. Tôi vào chuồng ngựa, tháo xích mấy con chó và con Joliker. Tôi khoác túi lên vai và rời khỏi quán trọ. Lão chủ quán đứng ở cửa nom chúng tôi. Lão nói với theo, hễ có thư đến tao giữ lại cho. Tôi vội đi nhanh ra khỏi phố. Chó của tôi không dọ mõm, cảnh sát bắt gặp sẽ lôi thôi. Có khi họ bắt giam cả tôi. Lúc đó đàn chó và con khỉ sẽ ra sao? Cái đứa trẻ không gia đình này đã trở thành chủ gánh xiếc, chủ gia đình. Tôi thấy có trách nhiệm. Mấy con chó vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Cái nhìn ấy cho tôi hiểu rằng chúng nó đói. Con Joliker ngồi vắt vẻo trên xác tôi. Thỉnh thoảng nó kéo tai tôi để tôi quay lại và lấy tay sát sát trên bụng. Cử chỉ ấy cũng có cùng ý nghĩ với cái nhìn của mấy con chó. Tôi cũng muốn gào lên là tôi đói vì tôi không được ăn trưa như chúng, nhưng nói ra có ích lợi gì. Trong túi tôi chỉ còn lại 11 xu, không đủ cho chúng tôi ăn cả bữa trưa và bữa tối, đành chỉ ăn một bữa vào quãng giữa ngày thay cho cả hai bữa. Chúng tôi đang đi trên con đường Montbéliard. Trong lúc vội vã đi nhanh cho ra khỏi thành phố vì sợ gặp cảnh sát, tôi quên không hỏi đường ấy đi về đâu. Tôi chỉ mong đi ra khỏi thành phố Toulouse mà thôi. Ngoài ra không cần gì nữa. Đối với tôi lúc ấy đã đến tỉnh này hay tỉnh khác không có gì quan trọng. Ở đâu người ta cũng bắt trả tiền ăn, tiền ở. Ở là thứ yếu vì bây giờ đang mùa nắng ấm. Một bụi cây hay một bức tường dựa vào cũng có thể qua đêm, nhưng vấn đề ăn. Dù đã 2 tiếng rồi mà tôi chưa dám dừng chân. Mấy con chó luôn luôn nhìn tôi vẻ van lơn tha thiết hơn. Còn con Joliker thì kéo tai tôi vào sát bụng nó càng mạnh. Chúng tôi đã đi khá xa thành phố Toulouse nên đỡ lo ngại. Đến đây nếu người ta có bắt dọ mõm, tôi cũng có thể nói khất đến mai. Tôi vào ngay cửa hàng bánh mì đầu tiên gặp trên đường. Tôi bảo người ta bán cho 1,5 cân bánh. Em lấy luôn cái bánh 2 cân nhé. Bà hàng bánh bảo tôi, đoàn em đông, 2 cân cũng không quá nhiều đâu. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng ăn khá vào. 2 cân bánh mì cũng không phải là quá nhiều thật. Không kể con Joliker ăn ít chẳng đáng bao nhiêu, thì mỗi đứa chúng tôi cũng mới được nửa cân. Nhưng đối với túi tiền của tôi như thế là quá nhiều. Giá bánh lúc bấy giờ 5 xu 1 cân. Nếu mua 2 cân hết 10 xu, chỉ còn lại có 1 xu. Ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay tiêu hoang thế là không biết phòng xa. Mua 1,5 cân chỉ hết 7 xu và 3 cm, còn lại 3 xu 2 cm để ngày hôm sau khỏi chết đói, chờ cơ hội kiếm ít tiền. Tính toán như vậy rồi, tôi nói với bà hàng bánh một cách chững chạc rằng tôi chỉ cần 1,5 cân thôi, bà đừng cắt nhiều hơn. Vậy cũng được, bà ta nói. Bà lấy ra một cái bánh 6 cân thật to. Bà cắt ra một khúc đặt lên cân và đập sẽ vào cân một cái, nói tươi quá rồi đấy, thế là đủ bù chỗ 2 cm thừa nhé. Bà ta vứt 8 đồng xu vào ngăn kéo. Đã có những người đẩy lui những đồng cm nhà hàng trả lại, nói rằng họ chẳng biết để làm gì.
Riêng tôi thì chắc là tôi không từ chối. Tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra. Miếng bánh kẹp chặt trong tay, ba con chó sung sướng nhảy cỡn quanh tôi, còn con Jolicoeur vừa kêu khe khẽ vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm, đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái. Tôi dựa đầu vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. Ba con chó ngồi trước mặt tôi, con Capi ở giữa, con Donser bên phải, con Derbigno bên trái. Con Jolicoeur đứng rình, có miếng bánh nào thích thì chộp. Chia bánh là một việc khó. Tôi có chia miếng bánh thành 5 phần thật đều nhau, tôi lại cắt mỗi phần thành từng lát nhỏ, lần lượt phát cho mỗi con một miếng y như ở trại lính. Trong năm chúng tôi có con Jolicoeur ăn ít, nên chia như thế có lợi cho nó. Trong lúc chúng tôi còn đói thì nó đã no rồi. Tôi lấy ở phần nó 3 lát cất vào trong sắc để dành cho mấy con chó, còn 4 lát chúng tôi chia nhau mỗi đứa 1 lát. Đó là món ăn thêm của chúng tôi, cũng đồng thời là món tráng miệng. Ăn trưa xong rồi, tôi thấy cần phải thông báo cho toàn đoàn biết tình trạng nghiêm trọng chúng tôi đang trải qua. Chắc con Capi đoán được ý tôi nên nó cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi nói: "Phải rồi bạn Capi ạ, các bạn Donser, Derbigno và Jolicoeur ạ, tôi có một tin buồn để báo các bạn biết, chủ chúng ta phải xa chúng ta 2 tháng." "Oa", con Capi kêu lên. "Việc đó làm cho chủ chúng ta buồn, rồi cả chúng ta cũng buồn. Chủ chúng ta nuôi sống chúng ta, bây giờ chủ chúng ta vắng mặt thì tình cảnh chúng ta bi đát đấy. Chúng ta không có tiền." Nói đến tiền, con Capi hiểu ngay. Nó đứng kiễng lên hai chân sau, đi vòng tròn như mọi khi ngoạm cái đấu đi xin tiền chư vị khán giả. "Cậu muốn chúng ta biểu diễn à?" Tôi nói tiếp. "Ý kiến hay đấy, nhưng có chắc thu được tiền không chứ? Vấn đề là ở chỗ ấy. Nếu chúng ta không thu được tiền thì nguy ngập lắm. Tài sản của chúng ta chỉ còn vỏn vẹn có 3 xu. Ta phải thắt lưng buộc bụng. Mong các bạn hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, đừng dở quá. Phải đem hết tâm sức ra phục vụ đoàn. Đề nghị các bạn biết phục tùng, dè sẻn và dũng cảm. Chúng ta hãy siết chặt hàng ngũ. Các bạn hãy tin ở tôi cũng như tin ở các bạn." Tôi không dám chắc các bạn tôi đã hiểu hết cái hay trong bài diễn thuyết ứng khẩu của tôi, nhưng tôi tin rằng chúng đã hiểu đại ý. Chúng nó biết rằng vắng mặt ông chủ là có vấn đề nghiêm trọng và chúng chờ đợi tôi giải thích. Nghe tôi phát biểu, chúng tỏ ra hài lòng và chăm chú lắng nghe. Khi tôi nói chú ý là muốn nói về mấy con chó, còn con Jolicoeur thì không tài nào bắt nó tập trung trí lực vào một vấn đề. Đoạn đầu bài diễn văn nó lắng nghe hết sức chú ý, nhưng được vài câu nó nhảy tót lên cái cây đang tỏa cành lá ở trên đầu chúng tôi rồi đánh đu đùa nghịch, nhảy từ cành này sang cành khác. Nếu con Capi lộn xộn như thế thì tôi bực lắm, nhưng con Jolicoeur thì nó làm thế chứ bừa bãi hơn nữa, tôi cũng không giận. Nó sốc nổi, không chín chắn. Nó có đùa nghịch cũng là tự nhiên thôi. Giá được phép tôi cũng đùa nghịch như nó, nhưng vì chức vụ quan trọng tôi đảm đương nên tôi không được làm như thế. Nghỉ được một lúc, tôi ra lệnh lên đường. Chúng tôi cần kiếm tiền để trả tiền trọ. Dù có ngủ ngoài trời đỡ được tiền trọ thì cũng còn phải có tiền ăn sáng ngày mai. Đi được một lúc, chúng tôi nhìn thấy một làng ở đằng xa. Làng có vẻ nghèo, thu nhập chắc không nhiều. Tuy vậy tôi không ngã lòng về số tiền thu thập. Thu nhập tôi không đòi hỏi gì nhiều. Làng bé còn có cái hay là ít gặp rủi ro, ít gặp cảnh sát. Tôi mặc quần áo cho diễn viên rồi xếp hàng ngũ thật đẹp đi vào trong làng. Nhưng chúng tôi không có ống tiêu để thổi như cụ Vitali, cũng không có vẻ uy nghi như cụ. Cụ giống như một đội trưởng quân nhạc, bao giờ cụ cũng biết cách làm cho người ta chú ý. Tôi cũng không có được cái tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt như cụ. Người tôi bé nhỏ mảnh khảnh, nét mặt tôi có dáng lo âu, thiếu tự tin. Vừa đi tôi vừa nhìn chung quanh xem có gây được ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng không mấy to tát, người ta ngẩng đầu lên rồi cúi ngay đầu xuống, chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi. Đi đến một khoảnh đất nhỏ, ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát. Tôi lấy thụ cầm ra đánh một và bài van sơ. Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi thoăn thoắt lướt nhẹ, nhưng lòng tôi lại buồn phiền. Tôi thấy trên vai như có gánh nặng nghìn cân. Tôi bảo con Derbigno và con Donser nhảy van sơ. Chúng nó vâng lời ngay và quay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng thấy một ai đến xem, mặc dù ở các bậc cửa có không ít các bà đương đan áo hoặc trò chuyện. Tôi tiếp tục đánh đàn, con Derbigno và con Donser tiếp tục nhảy van sơ. Mong sao có một người đến xem.
có một người đến thì sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều người nữa. Nhưng mặc cho tôi tha hồ đánh đàn, con Đéc Bi Nhô và con Đôn Sơ ra sức quay tròn, người ta vẫn cứ ở lì trong nhà, rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa. Bỗng một em nhỏ xíu mới chập chững biết đi rời bậc cửa nhà em đến chỗ chúng tôi. Tôi nghĩ mẹ em sẽ theo em, rồi có một bà hàng xóm, thế là chúng tôi sẽ có khách xem và sẽ có thu nhập. Tôi đánh đàn nhẹ lẹ tay hơn để cho em bé khỏi sợ. Em giang hai tay đi núm na núm nính từ từ lại, chỉ vài bước nữa sẽ đến chỗ chúng tôi. Dường như bà mẹ lúc này mới nhìn thấy, bà không chạy đến mà ngồi tại chỗ gọi. Đứa bé ngoan ngoãn quay về với mẹ. Có lẽ những người này không thích xem múa. Tôi bảo con Đôn Sơ và con Đéc Bi Nhô nằm xuống và tôi hát bài dân ca quen thuộc. Tôi hát rất say sưa, rất nhiệt tình. Tôi hát sang đoạn thứ hai thì bỗng có một người mặc áo ngắn, đội mũ dạ đi lại chỗ tôi. Có thế chứ, tôi tự nhủ và hát say sưa thêm. Thằng kia, người mặc áo ngắn thét lên: "Mày làm gì ở đây thế hả?" Tôi ngừng lại rất đỗi ngạc nhiên. Tôi đứng sững mồm há hốc nhìn người đó đi lại chỗ tôi. Hắn hỏi: "Sao mày không trả lời?" "Thưa ông, đấy ông xem tôi đang hát." "Mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng không?" "Thưa ông, không." "Thế thì cút mau, không tao đưa ra tòa." "Thưa ông, nhưng..." "Hãy gọi tao là ông Tuần Phiên, rồi xéo đi cho nhanh, quân ăn mày khốn kiếp." Một Tuần Phiên, nhờ có bài học kinh nghiệm của chủ tôi hiểu rằng chống đối lại với bọn Tuần Phiên và bọn cảnh sát thì nguy hại lắm. Tôi không để cho hắn nói đến lần thứ hai, tôi vội vã quay ra. "Quân ăn mày," câu chửi đó không đúng tí nào. Tôi có ăn xin bao giờ, tôi đàn tôi hát là cách lao động của tôi, chứ tôi có làm điều gì sai trái. Chỉ cần 5 phút là tôi đã ra khỏi làng ấy. Cái làng không niềm nở với khách qua đường nhưng lại canh phòng rất chu đáo. Mấy con chó bước theo tôi dáng ủ rột, chắc chúng cũng hiểu rằng đoàn đã gặp chuyện không may. Thỉnh thoảng con Capi lại vượt lên trước tôi, chốc chốc lại ngoái lại nhìn tôi với đôi mắt thông minh. Khi chúng tôi đi đã xa, không còn sợ tên Tuần Phiên đuổi theo, tôi giơ tay ra hiệu. Tức thì ba con chó vây quanh tôi. Con Capi đứng giữa lặng yên không nhúc nhích, mắt nó dán vào mắt tôi. Tôi giải thích cho chúng nghe điều vừa xảy ra. Tôi nói: "Chúng ta không có giấy phép biểu diễn, họ đuổi chúng ta." "Thế rồi sao?" con Capi hỏi. "Thế rồi chúng ta phải ngủ ở ngoài trời và nhịn ăn tối." Nghe nói đến nhịn ăn tối, cả bọn kêu lên một tiếng càu nhàu. Tôi chìa 3 đồng xu ra nói: "Chúng ta chỉ còn có thế này, nếu tối nay chúng ta tiêu hết thì ngày mai nhịn. Hôm nay chúng ta đã được ăn rồi, vậy 3 xu này để dành cho ngày mai." Nói xong tôi bỏ 3 đồng xu vào túi. Con Capi và con Đôn Sơ cúi đầu xuống một cách nhẫn nhục. Con Đéc Bi Nhô vốn xấu tính và tham ăn cứ càu nhàu. Tôi nghiêm khắc nhìn nó nhưng không bảo nó im được. Tôi ngoảnh lại phía con Capi: "Capi, hãy giải thích cho Đéc Bi Nhô biết hôm nay chúng ta phải nhịn bữa ăn thứ hai để tiền ngày mai mới có ăn." Con Capi lấy cẳng đánh bạn một cái. Một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai con chó. Tôi không nghe được con Capi đã bảo con Đéc Bi Nhô thế nào, vì chó thì hiểu được ngôn ngữ của người, chứ người thì sao hiểu được ngôn ngữ của chó. Tôi chỉ thấy con Đéc Bi Nhô không chịu nghe lẽ phải và đòi tiêu ngay 3 xu kia. Capi đã phải nổi nóng nhe bộ nanh ra, con Đéc Bi Nhô phải thôi ngay không kèo nhèo nữa. Vấn đề bữa tối thế là giải quyết xong, còn vấn đề ngủ. Cũng may hôm ấy ban ngày trời nắng ấm nên ngủ ngoài trời cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần bố trí thế nào để khỏi phải làm mồi cho chó sói nếu ở đây có chó sói. Cần hơn nữa là phải tránh bọn Tuần Phiên, bọn này còn nguy hiểm hơn chó sói. Chúng tôi cứ tiến thẳng về phía trước trên con đường trăng tỏa, cho đến chỗ nào gặp được chỗ trú. Con đường dài dằng dặc hết cây số nọ đến cây số kia nối tiếp nhau. Những tia nắng của lúc hoàng hôn đã biến mất trên nền trời mà chúng tôi chưa tìm được chỗ trú. Tôi quyết định dừng lại. Lúc này chúng tôi đang ở trong một khu rừng thưa. Giữa khoảng trống có những tảng đá hoa cương dựng đứng. Nơi này thật là buồn, thật là vắng vẻ, nhưng không có chỗ nào khác. Ở đây có thể tìm được một chỗ trú để tránh khí lạnh ban đêm. Tất nhiên sự đề phòng này chỉ cần đối với con Jolly Cơ và tôi. Còn đối với 3 con chó thì không lo gì cho chúng cả. Để chúng ngủ ngoài trời cũng chẳng sao. Còn con Jolly Cơ mà bị lạnh thì sẽ thành bệnh. Riêng tôi càng cần giữ gìn, vì tôi mà ốm thì gánh xiếc sẽ ra sao, bản thân tôi sẽ ra sao. Chúng tôi rời đường cái, đi vào chỗ có những khối đá. Tôi tìm được một khối đá kim cương nằm nghiêng.
tạo thành một cái hốc ở dưới, một cái mái ở trên. Trong hốc đá lại có lá thông khô, gió vun lại thành một cái nệm. Trước khi ngủ, tôi phân công con Capi làm nhiệm vụ canh gác. Nó vui lòng ra bên ngoài đứng gác. Có nó, tôi chắc không một ai có thể đến gần mà không được báo trước. Tuy đã yên lòng về điểm đó, nhưng nằm xuống tôi vẫn không sao ngủ đi được. Con Joliker nằm sát cạnh tôi, chùm chiếc áo ngắn của tôi. Con Derbino và con Donser nằm khoanh tròn dưới chân tôi. Tôi mệt mỏi lắm, nhưng nỗi lo lắng còn lớn hơn sự mệt mỏi. Ngày hôm đó, ngày đầu tiên của cuộc hành trình là một ngày xấu, không biết ngày mai sẽ thế nào. Cả đoàn đói khát mà chỉ còn có 3 xu, làm thế nào để nuôi được chính bản thân tôi nếu ngày mai và những ngày sau đó không biểu diễn được. Rồi lại còn dọ mõm cho chó, giấy phép hát rong, tìm đâu ra những thứ ấy. Có khi cả bọn sẽ chết đói ở một xó rừng hay một bờ bụi nào đó. Tôi lật đi lật lại những câu hỏi ấy, mắt nhìn lên những vì sao trên vòng trời mờ mịt. Không một tí gió, khắp nơi đều im lặng. Không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng chim kêu. Trên đường cái không một tiếng xe lăn bánh. Phóng hết tầm mắt trên nền trời xanh sâu thẳm, chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Chúng tôi thật cô đơn trơ trọi. Nước mắt tôi giản giụa, tôi bỗng khóc nức nở. Tội nghiệp mẹ bác Beranh, tội nghiệp cụ Vitali. Tôi nằm sấp, hai tay úp vào mặt, khóc tấm tức. Bỗng tôi thấy một hơi thở ấm ấm luồn qua tóc. Tôi quay lại, một cái lưỡi mềm mại nóng hổi liếm vào mặt tôi. Đó là con Capi. Nó thấy tôi khóc nên lại an ủi tôi như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi choàng hai tay ôm cổ nó, hôn cái mõm ẩm ướt của nó. Nó rên lên mấy tiếng khe khẽ như khóc cùng với tôi. Lúc tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ. Con Capi ngồi trước mặt tôi, trên cành chim hót ríu rít. Từ xa tiếng chuông vang lên báo giờ cầu kinh buổi sáng. Mặt trời đã lên cao, tỏa ra những tia nắng, làm ấm người và ấm cả trong lòng. Chúng tôi trang điểm trải chuốt nhanh gọn, rồi lên đường ngay, đi về phía có tiếng chuông gióng giả. Ở đấy chắc có làng xóm, có hàng bánh mì. Tôi đã nhất quyết cứ tiêu gọn 3 đồng xu còn lại, rồi có gì sẽ tính sau. Vào làng, chúng tôi chẳng cần phải hỏi thăm, cũng tìm ngay được cửa hàng bán bánh mì. Mùi bánh thơm ngon tỏa trong không khí đã dẫn tôi đến đúng chỗ. 3 xu bánh mì khi giá bánh mì 5 xu một cân thì mỗi phần chỉ một miếng nhỏ. Vì thế bữa sáng của chúng tôi chẳng mất nhiều thì giờ. Hôm nay nhất thiết phải nghĩ ra cách làm ra tiền. Tôi đã đi khắp làng để tìm một chỗ thuận tiện cho việc biểu diễn. Ý tôi không phải là biểu diễn ngay tức khắc. Giờ này biểu diễn không có người xem. Tôi muốn tìm trước một chỗ để đến trưa trở lại thử thời vận. Tôi đang suy nghĩ xem xét thì bỗng có tiếng la hét ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy con Derbino đang chạy tới và một bà già đang đuổi theo nó. Thoáng qua là tôi hiểu ngay, lợi dụng lúc tôi sơ hở, con Derbino đã lẻn vào làng đánh cắp một miếng thịt mang đi. Quân ăn trộm, bà già la to, bắt lấy nó, bắt lấy tất cả chúng nó. Nghe mấy tiếng cuối cùng, tôi biết là mình có lỗi, hay ít ra cũng phải chịu trách nhiệm, vì thế tôi cũng vội bỏ chạy. Nếu bà già bắt tôi bồi thường thì biết trả lời thế nào, lấy gì mà trả, không trả họ sẽ bắt, sẽ giam. Thấy tôi chạy, con Donser và con Capi cũng chạy theo, còn con Joliker thì bám chặt cổ tôi cho khỏi rơi xuống đất. Người ta không đuổi kịp nhưng có thể người ta đón đầu. Đúng thế, có 2-3 người đang đứng như chặn đường ở đầu đằng kia. May sao gần đấy lại có một cái ngõ nhỏ, tôi cùng mấy con chó nhảy sổ vào chạy thục mạng. Vọt ra cánh đồng chạy còn thiếu đứt hơi, chạy đến gần 2 cây số. Bấy giờ tôi mới dám ngoảnh lại nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo nữa. Con Capi và con Donser vẫn bám sát gót tôi, còn con Derbino thì đang từ xa chạy tới. Có lẽ nó đã đứng lại ở đâu đấy ăn miếng thịt. Tôi gọi nó nhưng nó không đến, chỉ ngoe nguẩy cái đuôi một tí rồi đâm đầu chạy trốn. Nó biết là nó có lỗi, đáng phải phạt nặng nên sợ bỏ chạy. Đành rằng con Derbino đánh cắp miếng thịt là do nó đói, nhưng không thể vin vào cớ ấy mà bỏ qua. Một vụ trộm cắp đã xảy ra, kẻ có lỗi phải bị trừng phạt. Nếu tha thứ thì kỷ luật trong đoàn chẳng còn ra sao nữa. Ở đây con Derbino ăn trộm, đến làng sau con Donser cũng làm theo nó, đến làng sau nữa đến con Capi cũng thế thì nguy hiểm quá. Cho nên tôi thấy là phải trừng phạt con Derbino, trừng phạt công khai để làm gương cho các con khác. Nhưng muốn thế thì nó phải đến trước mặt tôi. Nhưng đây là vấn đề khó, tôi phải cậy con Capi. Tôi bảo nó, đi tìm con Derbino về đây cho tao. Con Capi đi ngay làm nhiệm vụ, tôi giao cho nó.
nhưng tôi thấy nó có vẻ miễn cưỡng chứ không sốt sắng như thường ngày. Nhìn con mắt của nó trước khi đi, tôi thấy nó như muốn làm người bào chữa cho con Đéc Bi Nhô hơn là tên sen đầm đi chóc nã kẻ tội phạm. Vậy là tôi phải ngồi chờ con Cathy đi tìm con Đéc Bi Nhô điệu về đây. Chắc là phải chờ lâu đấy, vì con Đéc Bi Nhô không dễ dàng để cho bắt về. Tôi đã xác định lâu đến mấy cũng cứ phải chờ, không lấy thế làm khó chịu. Chỗ này đã cách xa làng xóm rồi, không còn sợ người ta đến bắt nữa. Mặt khác, tôi vừa phải chạy mệt nên cũng muốn được nghỉ ngơi một lúc. Và lại vội mà làm gì, đi đâu mà vội, có vội cũng chẳng biết để làm gì kia mà. Chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để nghỉ ngơi và chờ đợi. Số là trong lúc tôi chạy thục mạng chẳng biết chạy đi đâu thì lại đến ngay trên bờ con kênh Nam. Từ lúc rời thành phố Toulouse, tôi chỉ toàn đi trên những con đường mù mịt, bụi. Mãi lúc này mới đến một nơi mát mẻ, xinh tươi, có nước, có cây, có cỏ. Một con suối róc rách qua một tảng đá to phủ đầy cây nhỏ, buông xuống thành một thác hoa suối theo dòng nước. Thật là tuyệt, ngồi đấy đợi hai con chó về thật là thú vị. Đợi đã đến một tiếng đồng hồ mà chả thấy con nào về, tôi bắt đầu sốt ruột. Rồi một lúc chỉ thấy con Capi một mình lủi thủi về. Con Đéc Bi Nhô đâu? Tôi hỏi con Capi. Con Capi nằm xuống dáng điệu sợ sệt. Nhìn nó tôi thấy một bên tai rớm máu. Tôi biết ngay sự việc đã xảy ra thế nào. Con Capi đi làm nhiệm vụ một cách miễn cưỡng. Nó thấy tôi khắc nghiệt quá nên đành chịu thua. Như vậy có nên cũng trách mắng con Capi nữa không? Tôi thấy không đủ can đảm để làm việc ấy. Tôi không muốn làm phiền lòng người khác, vì chính mình cũng đang nẫu ruột vì nỗi sầu riêng. Công việc giao cho con Capi làm không kết quả, tôi chỉ còn biết đợi con Đéc Bi Nhô tự nguyện trở về thôi. Tôi hiểu con Đéc Bi Nhô lắm. Cái hành động ngang bướng ban đầu của nó qua đi, nó sẽ nhận ra khuyết điểm. Nó đành chịu phạt, chắc sẽ quay về. Tôi nằm xuống bên một gốc cây, tay giữ con Joliker, sợ nó lại đi theo con Đéc Bi Nhô thì rắc rối quá. Còn con Capi và con Đôn Sơ thì nằm dưới chân tôi. Thời gian trôi qua, con Đéc Bi Nhô vẫn không thấy về. Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết và tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Không cần có mặt trời, tôi cũng biết rằng lúc ấy đã là trưa, vì dạ dày tôi kêu rằng mấy miếng bánh mì tôi ăn từ sáng đã tiêu lâu rồi. Mấy con chó và con khỉ cũng tỏ ra rất đói. Con Capi và con Đôn Sơ kêu đói bằng nét mặt thiểu não, con Joliker thì nhăn nhó. Vẫn không thấy bóng dáng, bóng vía con Đéc Bi Nhô đâu cả. Tôi kêu tên nó, tôi huýt sáo gọi nó, vẫn không thấy tăm hơi. Nó vớ được miếng thịt ăn no rồi, bây giờ chắc đã rúc vào một xó nào đấy để ngủ, để tiêu hóa thức ăn. Tôi thấy lúng túng không biết giải quyết thế nào. Nếu bỏ đi thì con chó lạc đàn không về với chúng tôi được. Nếu cứ ở lại chờ thì không kiếm được tiền, không lấy gì mà ăn. Vấn đề ăn lúc này là cấp bách. Mắt hai con chó nhìn chòng chọc vào mắt tôi, chúng nhìn một cách tuyệt vọng. Con Joliker thì vừa kêu lí nhí vừa xoa bụng đầy vẻ oán thán. Thời gian trôi qua, con Đéc Bi Nhô vẫn không thấy về. Tôi lại phái con Capi đi tìm một lần nữa. Nhưng nửa giờ sau nó quay về vẫn chỉ một mình. Vậy là con Đéc Bi Nhô mất hút. Làm thế nào bây giờ? Dù con Đéc Bi Nhô đã sai phạm, dù nó có gây rắc rối thêm nữa, tôi cũng không thể bỏ nó được. Bỏ nó đến khi cụ chủ tôi về, không có đủ ba con chó, tôi biết nói thế nào. Và lại tôi vẫn yêu thương nó, vẫn thấy quyến luyến nó. Tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối. Nhưng chả nhẽ cứ ngồi không thế này để nghe dạ dày kêu sao? Những tiếng kêu thống thiết nheo nhéo bên tai, không lúc nào nghỉ, không có cái gì át đi được. Phải nghĩ ra cách gì để bốn chúng tôi có việc mà làm cho khuây khỏa, quên đi không những không nghĩ rằng mình đói thì sẽ ít thấy đói hơn. Nhưng làm gì mới được chứ? Tôi chợt nhớ vụ cụ Vitali có lần kể rằng trong chiến tranh, khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc, chỉ huy ra lệnh cử nhạc. Nghe tiếng nhạc vui vẻ lôi cuốn cả đoàn quân quên hết mệt mỏi. Nếu tôi cũng làm như thế, chắc cả bọn sẽ quên đói. Tôi bận chơi nhạc, mấy con chó và con Joliker bận nhảy múa, giờ sẽ đi nhanh hơn. Tôi với lấy cây đàn dựng ở gốc cây, sắp xếp chỗ đứng cho các diễn viên. Rồi tôi quay lưng lại con sông đào và bắt đầu chơi một điệu múa, rồi tiếp đến là một điệu valse. Lúc đầu mấy tài tử của tôi không nhiệt tình lắm, giá có bánh mì cho mỗi con một khoanh thì chắc chúng hăng hái hơn. Nhưng dần dần nhờ có tác dụng tự nhiên của tiếng đàn, chúng nó phấn chấn lên.
chúng tôi quên mệt quên đói, tôi chỉ nghĩ đến việc đánh đàn, còn hai con chó và con khỉ tập trung vào nhảy múa. Bỗng tôi nghe một giọng trong trẻo, một giọng trẻ con reo lên hoan hô. Giọng nói đó từ đằng sau tôi vọng tới, tôi vội quay lại. Một con thuyền đỗ ở dưới sông, mũi thuyền quay vào bên bờ tôi đứng. Hai con ngựa kéo thuyền dừng lại, nghỉ đứng ở bờ sông bên kia. Con thuyền có hình dáng khác thường, nó ngắn hơn những chiếc xà lan thường thấy đi trên sông đào. Trên sạp thuyền dựng một hành lang lắp kính. Phía trước hành lang là một mái hiên có dàn cây leo che mát. Cành lá bám vào đường răng cưa ở mái nhà và rủ xuống từng quãng như những thác nước màu lục. Dưới mái hiên có hai người, một người đàn bà còn trẻ đang đứng vẻ tao nhã nhưng buồn buồn, và một chú bé, một đứa con trai chạc tuổi tôi đang nằm. Có lẽ chính thằng bé này vừa reo hoan hô. Con thuyền xuất hiện bất ngờ làm tôi ngạc nhiên, nhưng không gây lo sợ. Tôi ngả mũ chào cảm ơn người vừa hoan hô tôi. Người đàn bà hỏi tôi với giọng lơ lớ của một người ngoại quốc: "Em diễn trò để tiêu khiển đấy à?" "Vừa để tiêu khiển vừa để tập luyện cho diễn viên của cháu ạ." Chú bé ra hiệu cho bà cúi xuống mặt nó, rồi bà ngẩng lên hỏi tôi: "Em có vui lòng biểu diễn thêm nữa không?" Tôi vui lòng quá chứ, tôi nghĩ bụng nhưng không nói ra. Biểu diễn thật là đúng lúc. Tôi không đợi bà nói, tôi hỏi: "Bà muốn xem một điệu múa hay một vở kịch?" "Một vở kịch," đứa bé reo lên, nhưng bà ngắt lời và bảo bà thích múa hơn. Điệu múa thì ngắn quá. Sau điệu múa, nếu chư vị khán giả thích thì chúng tôi có thể biểu diễn nhiều tiết mục hệt như những tiết mục ở rạp xiếc của thành phố Paris. Đó là câu nói quen thuộc của chủ tôi, hôm nay tôi bắt chước nói lại. Cũng may họ từ chối xem diễn kịch, chứ không thì tôi chẳng biết xoay sở thế nào vì thiếu con nhóc Mino, quần áo dụng cụ cần thiết cũng không có. Tôi với lấy cây thụ cầm chơi một bản van sơ, con Capi cũng vội ôm ngang lưng con Don sơ, hai con cùng quay tít, chúng tôi lần lượt biểu diễn hết mọi tiết mục trong chương trình hàng ngày của chúng tôi mà không thấy mệt mỏi. Chắc mấy diễn viên của chúng tôi hiểu rằng chúng sẽ được thù lao bằng một bữa cơm, cho nên chúng nó cũng như tôi đều không tiếc gì công sức. Chúng tôi đang diễn thì thấy con đéc bi nhô ở đâu về. Khi nó đến gần chỗ các bạn nó đang múa thì nó xà ngay vào và đóng vai của nó. Tôi vừa điều khiển buổi biểu diễn vừa liếc mắt nhìn chú bé. Nó xem chúng tôi biểu diễn một cách thích thú, nhưng thấy nó không động đậy, nó nằm ngay đơ ra, chỉ có hai tay khẽ động đậy để hoan hô. Chắc là nó bị bại liệt và hình như nó bị buộc vào một tấm ván. Gió đẩy dần con thuyền vào sát bờ lúc nào không biết. Bây giờ tôi đã nhìn rõ thằng bé. Tóc nó vàng, mặt nó tái nhợt, có thể trông thấy những đường gân xanh ở trán dưới làn da trong suốt. Nét mặt nó hiền dịu, âu sầu và có dấu hiệu bệnh hoạn. Bà chủ thuyền hỏi tôi: "Em diễn như thế bao nhiêu tiền một chỗ xem?" "Người ta trả tùy lòng, tùy theo sự vui thích của người ta." Thằng bé nghe vậy nói: "Mẹ ơi, thế thì phải trả thật đắt cho họ." Nó nói thêm với mẹ bằng một thứ tiếng tôi không hiểu. Bà mẹ nói lại: "Actor muốn nhìn gần các diễn viên của em đấy." Tôi ra hiệu cho con Capi lấy đà nhảy xuống thuyền. Actor hỏi: "Thế những con kia có xuống không?" "Con đéc Bino và con Don sơ nhảy theo bạn." "Còn con khỉ?" chú bé lại hỏi. "Con Joliker cũng có thể nhảy xuống được, nhưng tôi không bao giờ tin nó. Lên thuyền rồi nó sẽ giở trò tinh nghịch, khuấy phá linh tinh." Bà chủ hỏi: "Nó có giữ không?" "Thưa bà không, nhưng có lúc nó không vâng lời cháu, sợ xuống thuyền một mình nó quấy." "Thế thì cháu cũng xuống với nó." Bà nói và ra hiệu cho một người đàn ông đứng ở đằng lái. Người này đi lên phía mũi thuyền bắt một tấm ván lên bờ. Nhờ có cái cầu tôi lên thuyền khỏi phải nhảy bạt mạng. Tôi trịnh trọng bước vào trong thuyền, vai đeo đàn, tay bế con Joliker. Actor reo lên: con khỉ đấy." Tôi lại gần chú bé, tôi ngắm nó thật kỹ. Tôi thấy nó buộc vào một tấm ván thật, đúng như tôi đã đoán lúc trước. Bà chủ thuyền hỏi tôi: "Cháu có bố đấy chứ?" "Thưa có, nhưng hiện nay cháu sống một mình." "Sống một mình có lâu không?" "Hai tháng." "Tội nghiệp, bằng ấy tuổi mà phải sống một mình hai tháng." "Biết làm sao được thưa bà." "Hết hai tháng này, cháu phải mang về cho chủ một số tiền phải không?" "Thưa bà không, chủ cháu không bắt buộc gì cả, chỉ cần cháu sống được và nuôi được con khỉ và mấy con chó này là đủ." "Cho đến nay cháu vẫn kiếm được đủ sống à?" Tôi do dự chưa muốn trả lời. Tôi chưa thấy một bà nào làm cho tôi kính nể như bà ấy. Bà nói năng hiền từ dịu dàng. Cái nhìn của bà ân cần sốt sắng khiến tôi mạnh dạn nói thực mà không sao nói
mà sao không nói thực chứ? Tôi kể cho bà nghe vì sao tôi phải xa cụ Vitali, ông cụ bị tù vì bảo vệ tôi như thế nào và vì sao từ khi rời khỏi thành phố Toulouse tôi chưa kiếm được đồng nào. Trong lúc tôi nói với bà thì thằng Arthur chơi đùa với mấy con chó. Tuy vậy nó vẫn lắng tai nghe tất cả những lời tôi kể. Nó kêu, chắc các bạn đói lắm nhỉ? Nghe nói đến cái từ đói quen thuộc ấy, mấy con chó sủa vang, còn con Jolico thì xoa bụng rối rít. Arthur kêu lên, mẹ ơi! Nghe thấy Arthur gọi, bà hiểu ngay. Bà nói mấy tiếng nước ngoài với một người phụ nữ vừa thò đầu ra cánh cửa hé mở. Ngay sau đó người phụ nữ bưng ra một chiếc bàn nhỏ bày thức ăn. Bà bảo tôi, ngồi ăn đi cháu. Tôi đặt cây đàn xuống và ngồi ngay vào bàn. Mấy con chó cũng xếp hàng quanh tôi, còn con Jolico thì ngồi trên đùi tôi. Arthur hỏi, còn con khỉ nữa? Nhưng không cần săn sóc con Jolico, trong khi tôi cho mấy con chó ăn thì nó đã vớ một miếng pate, chui xuống gầm bàn ngồi ăn đến nghẹn cổ. Đến lượt tôi cũng cầm một khoanh bánh. Tôi không đến nỗi ngồm ngoàm như con Jolico, nhưng cũng nghiến ngấu không kém. Bà chủ rót đầy cốc rượu đưa cho tôi và nói, tội nghiệp cháu bé. Arthur không nói gì cả. Nó dương mắt nhìn chúng tôi, thấy chúng tôi ăn ngon lành nó ngạc nhiên. Vì thấy chúng tôi đứa nào cũng háu ăn, ngay cả con Derbino cũng vậy. Tuy đã có một miếng thịt ăn trộm được vào bụng no rồi. Arthur hỏi, thế nếu không gặp chúng tôi thì tối nay anh và các con vật của anh ăn ở đâu? Chắc là phải nhịn. Thế ngày mai ăn ở đâu? Có lẽ ngày mai chúng tôi lại gặp được người tốt bụng như hôm nay. Ngừng nói chuyện với tôi, Arthur quay lại mẹ. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu bằng thứ tiếng tôi đã nghe họ nói lúc trước. Hình như Arthur muốn xin cái gì mà mẹ nó không cho, hay nêu những điều cản trở. Bỗng nó quay đầu về phía tôi vì nó không xoay được cả người và nói, anh ở lại đây với chúng tôi nhé. Tôi chỉ nhìn nó không trả lời vì câu hỏi đột ngột quá. Bà chủ bảo tôi, con tôi nó hỏi em có vui lòng ở lại đây với chúng tôi không? Trên chiếc thuyền này ư thưa bà? Trên chiếc thuyền này, con tôi nó ốm, thầy thuốc bắt phải buộc nó vào tấm gỗ như cháu thấy đấy. Để cho nó khỏi buồn chán, tôi đưa nó đi chơi trên thuyền này. Cháu ở lại đây với chúng tôi, lũ chó và con khỉ sẽ biểu diễn cho Arthur xem. Còn cháu sẽ đánh đàn cho mẹ con tôi nghe. Như vậy cháu sẽ giúp ích cho chúng tôi và có lẽ chúng tôi cũng có ích cho cháu. Cháu đỡ phải đi lang thang tìm khách xem, việc đó không chút dễ dàng với một đứa trẻ vào lứa tuổi của cháu. Tôi chưa được đi thuyền bao giờ, được đi thuyền là một điều rất thích thú đối với tôi. Tôi sẽ được sống trên mặt nước sung sướng biết bao. Tôi cầm cây đàn đi về phía mũi thuyền. Giấc mơ thú vị quá, suy nghĩ qua, tôi đã thấy lời đề nghị kia rất lợi cho tôi và người đưa ra đề nghị là một người có tấm lòng hào hiệp. Tôi cầm tay bà và hôn, bà cảm kích về cách tỏ lòng biết ơn của tôi. Thân ái và gần như âu yếm, bà lấy tay xoa xoa đầu tôi và nói, tội nghiệp cháu bé. Người ta có ý muốn tôi gảy đàn cho nghe thì tôi nghĩ nên làm hài lòng người ta ngay chứ không nên trì hoãn. Vì vậy tôi cầm ngay cây đàn đi mãi về phía mũi thuyền và bắt đầu gảy. Bà chủ đặt lên môi một chiếc còi nhỏ bằng bạc và thổi một tiếng lanh lảnh. Tôi vội ngừng gảy đàn để xem sao, vì sao bà thổi còi. Hay vì tôi chơi đàn dở nên bà thổi còi để bảo tôi im đi. Đoán được mối băn khoăn của tôi, Arthur nói, mẹ tôi thổi còi giục ngựa đi tiếp đấy. Thật vậy, con thuyền có ngựa kéo rời khỏi bờ và bắt đầu lướt trên mặt nước yên lặng của con sông đảo. Nước vỗ róc rách vào mạn thuyền, cây cối hai bên sông lùi dần về phía sau chúng tôi, dưới tia nắng xiên khoai của buổi chiều tà. Arthur bảo, anh đánh đàn đi. Nó lấy đầu ra hiệu bảo mẹ nó lại gần. Nó cầm tay bà lên giữ chặt trong hai bàn tay nó suốt thời gian tôi dạo những bản nhạc mà thầy tôi đã dạy tôi.